Xin chào tất cả các bạn quay trở lại clip của mình nha. Đây là phòng tổng người giao đám cưới của người giao ấy. Đây là bên chú rể đang đón con dâu vào nhà. Con dâu đang đứng ở ngoài cửa để chờ đợi và được đón vào nhà, cũng như các phong tục khác và được đón vào nhà. Đó, clip tiếp theo là hãy vào nhà nhé. Chúng ta cùng nhau vào nhà xem nhé. Rồi là bên trong nhà đây. À, chú rể với cô dâu đang đứng bên cạnh. Đang đứng ở chiếu đấy, đang vào chiếu để đứng đấy. Và đây là video mình xin của người khác thôi nha các bạn nha. Mình không đi quay được, mình có thời gian đi quay. Thì nhà mình cũng bật. Mình không đi quay được nên là mình xin video để úp lên cho mọi người xem thôi. Và mọi người chỉ xem đoạn nào hay đoạn đấy nha. Các bạn thấy video hay nhớ chia sẻ cho mình. Và mình cũng không có thời gian đi quay được hết đấy. Mình chỉ xem video thôi. Và đây là video clip cũng không quay được hết. Bãi đường kia cũng quay được hết nha. Quay được một phần nào đấy thôi. Và bên kia là cũng rất khá nhiều người. Thế là vào buổi sáng mà. Nên ít người. Không phải vào ban trưa thì nó cũng nhiều người hơn. Đông người hơn. Cũng ít người thôi bạn ạ. Là thầy cúng này. Đang đi lại đấy các bạn thấy không? Ở trước mặt mình ấy. Rồi là... Không biết phong tục của người Giao có giống như mọi người không? Như dân tộc Giao là như thế này, nhưng mà không biết dân tộc khác có như này không, mình cũng không rõ lắm, mình cũng chẳng đi quay các video của clip của những dân tộc khác. Thì mình hay quay video của người Giao thôi, nhưng mà dạo này mình cũng ít quay rồi. Nên là thầy đang làm phép bùa gì đấy. Rồi video đến đây là kết thúc, xin chào các bạn nha. Các bạn thấy video hay đăng ký kênh cho mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.